Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Penny Run, let's go. Okay, let's go. Wow, ăn được miếng sắt luôn. Miếng sắt này thì nhắm ông ta mất 3 máu. Và đây là một viên gạch. Ông ta chỉ mất có 1 máu thôi. Ok, ông ta đang bắn rồi. Tránh thôi. Tiếp tục nào. Let's go. Con này nó đang ở đây. Wow, sợi kìa. Okay, let's go. Ông ta chỉ còn 10 máu thôi. Cố gắng nào. Wow. Oh my god. Ok, còn lại thắng rồi. Rồi, và mình sẽ sang thử game thứ hai. Surrender Rising. Ok, let's go. Thử game này thì các bạn phải đi xung quanh cái map bản đồ này. Và các bạn sẽ phải đi tìm những tấm hình, những bức hình được gắn trong cái map bản đồ này. Và ở trong này thì có Slenderman. Ông ta thì rất là hung dữ. Và các bạn phải khi nhìn thấy ông ta, các bạn phải tránh đi, quay đi thật nhanh. Nếu không, khi ông ta đã đủ những cánh tay mọc ra đằng sau thì các bạn sẽ bị ông ta bắt. Và lúc đó thì những cái tấm hình mà các bạn đã từng thu thập thì các bạn sẽ bị mất hết. Sau đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Ông ta đó, chạy luôn. Ngày đầu tiên ông ta đã xuất hiện ra rồi. Mình sẽ đi lại xem. Oh my god. Ta xuất hiện liên tục. Ok, ở đây lại một tấm hình nữa này. Chắc là trong này rồi.
Ok, let's go. Tấm hình thứ hai. Bước chân của ông ta rất là mạnh mẽ luôn. Ông ta có thể đi rung chuyển cả trong này. Sợ thật. Ok, đi thẳng tiếp nào. Xem có gì không. Wow, lại một tấm hình nữa. Rất là hên nha. Rồi, bắt đầu đi rồi này. Tiếng tim đập rất là nhanh. Hình như ông ta cũng ở gần đây. Oh my god, chạy rồi. Rồi. Wow. Mình sẽ lại chạy tiếp. Đó, các bạn cứ đi thu thập tất cả 7 bức hình, sau đó các bạn sẽ hoàn thành được game. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3. Ê, video. Let's go. Start game. Continue. One day. Wow, đây thì có một cái xô luôn. Một chậu nước. Sẽ xem ở đây xem có gì không. Không có gì ở trong này. Let's go, baby. Skimmer. À đây, nó không gọi là skimmer nữa rồi. Đổi tên thành cái khác rồi. Đây cũng không còn những cái tổ. Một khẩu súng của mình sắp ra đời rồi. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng bí mật kia ra. Let's go. Rồi, bỏ lên đĩa rồi. Các bạn bỏ lên đĩa là lúc sau ông ta sẽ vào ăn. Cậu ta sẽ vào ăn. Cái này lắp đã là thành một khẩu súng luôn. Let's go.
ta đã ăn và cậu ta đã nhả ra rồi. Nhả cái này lên nào. Ok, sau đó thì mình sẽ vào trong này và lấy lửa thôi. Wow, let's go. Ở phiên bản này thì có thêm một cái nữa, đó chính là một cái cánh cửa này. Và mình cũng không biết mở cánh cửa này kiểu gì. Silver Doors. Không biết nó để làm gì. Ok, let's go. Ok. Đây là một đoạn dây mà cậu ta đã từng ăn trong người. Nhưng mà vì nó là sợi dây điện cho nên nó không thể làm bị phân hủy được. Đây là một cái nồi linh. Wow. Một nồi linh rất là to. Wow. Một đoạn xương đùi. Không biết là xương đùi của con vật gì. Cái đó thì các bạn tìm thêm một cái khác nữa mới cho vào được. Ở đây thì không có gì. Người này vẫn còn sống này, nhưng mà không biết cứu thoát được gì. Rất là kinh khủng luôn. Rồi và mình sẽ cầm khẩu súng này bắn thử cậu ta xem thế nào. Ok, cậu ta đã ngất ra rồi. Wow. Rồi, và mình sẽ sang tựa game thứ tư, Slenderina The Cellar của Develops. Let's go. Ok. Đây như là một mê cung. Các bạn phải vào trong mê cung này và tìm 8 quyển sách. Quyển sách đầu tiên. Oh my gosh. Đây là ngõ cụt đây. Wow, con ma nó bay. Khi các bạn mà không để ý bị con ma nó bay vào thì các bạn sẽ bị đờ mất vài giây nằm tại chỗ. Sau đó các bạn lại tỉnh dậy. Ok, mình sẽ vào đây xem. Đừng nói đây là ngõ cụt. Oh my gosh. Không có gì ở đây. Tiếp tục đi vào trong sâu đây xem. Cũng cụt nốt. Theo mình nghĩ ở đây cũng cụt. Nhưng mà mình sẽ vào xem có sách không. Cũng cụt rồi. Oh my god. Oh my god.
gì đây? Ok, mình sẽ đi sang bên này. Đó, các bạn đi chi tiền tất cả các phòng, sau đó tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ hoàn thành game thoát khỏi khu mê cung này của bà Mai. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Granny Evin Alas. Ok, let's go. Wonder. Ồ, khi xuống lại không lên được. What? Rất là lạ đời luôn. Bây giờ mình phải đi làm lại xem. Bắt buộc phải đi làm lại. Kiểu game này khi các bạn xuống cầu thang là các bạn sẽ không nên lại được cầu thang nữa. Không biết là do lỗi game hay là do làm cho game khó hơn thì mình không biết. Nhưng mà chỉ biết được là khi các bạn xuống cầu thang thì các bạn sẽ không lên được cầu thang. Tài thật. Rồi, mình nào phải đi đường này thôi. May sao bà ta lại không biết chui. Các bạn chui xuống đây cũng không mở được cánh cửa đấy ra nhá. Cho nên các bạn phải đợi cho bà ta đi qua thì lúc đó các bạn chui qua đây. Và nếu không thì các bạn cũng sẽ khi chui qua đây không chui được. Bắt buộc thôi. Ok, let's go. Mình phải quay lại. Rồi, xem ở đây có gì không. Đây, đây là chiếc chìa khóa mở xe ô tô. Ok. Số 4. Wow. Oh my god. Ok, quả bây giờ không thể chạy được. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Evin Nun. Đây là tựa game nói về một bà sơ. Bà ta thuộc quỷ Satan. Và theo mình nghĩ thì chắc chắn là bị quỷ nhập vào người rồi. Và từ game này thì các bạn bị bà ta bắt, sau đó nhốt vào căn phòng, chỉ chờ đến ngày là bà ta gọi là cúng hiến tế thì đó bà ta mới giết các bạn, còn không thì các bạn phải đi tìm cách làm sao để thoát được khỏi ngôi nhà này của bà ta. Lên trên tầng 2 xem có gì không. Let's go. Oh my god. Wow. Chết luôn, sợ thật. Ok, và mình sẽ sang một tựa game khác.
Let's go. Oh my god. Ok. Mình bị bạn ở đây thôi. Lại thôi. Một con ma con. Oh my god. Mở thế vẫn run. Wow wow. Rồi ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Wow. Okay. Xem hôm xem như thế nào. Ồ, cái này không có chỉnh nha. Rồi. Let's go. Okay. Ở đây thì đang đốt một cái lửa. Ở đây là cánh cửa. Mở ra nào. Đây là cái gì đây? Một chiếc búa. Ông kia đang leo đây. Mình sẽ lên đây xem có gì không. Một ngôi nhà rất là rộng. Nó báo gì đây? Xem đây là gì? Ờ, tức là các bạn đi tìm một chiếc chìa khóa để mở cái cửa này ra. Ok. Wow, chỗ này bị khóa hết rồi. Chết rồi, chúng ta lên trên này. Hiểu sao ông ta đi nhanh vậy? Oh my god, ông ta đi rất là nhanh luôn. Không hiểu tại sao. Ok, rồi mình sẽ phép dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.